Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi 100 ngày cô cùng Angular. Thì ở đây là ngày 18 và chúng ta sẽ tìm hiểu về Pipe. Thì Pipe nó cũng là một concept, một trong những concept chính của Angular. Cũng giống như Directive hay là Component, thì Pipe nó cũng có một cái vị trí quan trọng ở trong cái hệ sinh thái của Angular. Thì Pipe là dùng để làm cái gì? Thông thường trong cái ứng dụng thì các bạn thường sẽ lấy dữ liệu từ trên từ từ dưới server, sau đó các bạn hiển thị cái dữ liệu đó ra cho user, đúng không? Thì từ cái khoảng mà lấy xong xong rồi tới hiển thị, lâu lâu chúng ta sẽ có cái gọi là transform data. Thì pipe có thể dùng để transform data. Nhưng pipe cũng chỉ xử lý được một số cái trường hợp hoặc là hầu hết cái trường hợp transform mà thôi. Đa phần những cái mà transform khác thì sẽ xử lý ở trong cái phần là service, dùng RxJS hay gì đấy. Ok, thì pipe là gì? Các bạn chỉ cần hiểu nôm na là pipe nó là một cái function, nó nhận vào input và nó sẽ transform cái input đó thành một cái output. Thì for pipe nó sẽ có hai loại là pure và impure. Thì một cái pure pipe nó cũng như là một cái pure function, là nếu một input không thay đổi thì output là sẽ một input sẽ luôn luôn cho ra một output. Đó, nó là như vậy. Còn impure là nó cũng như một impure function, là nó có thể có side effect. Thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về custom pipe, chúng ta sẽ tự build một cái pipe và chúng ta sẽ nói về pure và impure. Và chúng ta sẽ có ví dụ về pure và impure. Thì trước hết thì pipe, Angular có cung cấp cho chúng ta 6 cái pipes built in, và mình sẽ đi qua từng cái. Và chúng ta sẽ có dpipe, uppercase, lowercase, currency, decimal và percent pipe, JSON pipe và async pipe. Hai cái này cũng được Angular cung cấp, nhưng mà đối với mình thì nó không có phải là dùng để transform data. Hai cái này là dùng cho mục đích khá là riêng biệt. Xin rồi mình sẽ hiển thị cho các bạn, làm ví dụ cho các bạn thấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem qua cả 6 cái loại pipe kia ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ có một cái đây trước là new date. Rồi quay lại đây và mình sẽ hiển thị cái date này là phần p ha. Cái date này. Đây, date. Thì nếu các bạn hiển thị một cái date object lên trên template bằng string interpolation thì đó là cái mà nó sẽ hiện ra. Thì cái này vẫn có thể đọc được. Tuy nhiên, nếu mà trường hợp để đặt cái này vô một cái table thì nó sẽ khá là dài. Trong khi mình chỉ cần ngày biết ngày thôi, ví dụ vậy. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng tới cái date pipe của Angular. Thì sử dụng pipe như thế nào? Pipe là cái biểu tượng này. Đây là cái symbol pipe. Thì nó gọi là pipe operator. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, sau khi mà chúng ta đặt cái pipe operator, thì bằng đằng sau cái pipe operator chúng ta sẽ viết cái pipe của chúng ta. Thì date pipe nó sẽ có date, các bạn thấy không? Date pipe này là của Angular cung cấp. Thì các bạn chỉ cần dùng cái đấy để mình đặt cái này lại ha. Để đặt cái này là new date or current date để cho nó phân biệt được. Ok, đây là giá trị của chúng ta và đây là cái pipe. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu nó hiển thị ra được gọn gàng hơn. Thì pipe, đây là cách sử dụng pipe. Thì pipe chúng ta có thể truyền vào parameters, có thể truyền vào thêm giá trị, truyền vào thêm tham số cho cái pipe này. Thì những cái này các bạn nên tìm hiểu về Angular documentation về pipe. Các bạn sẽ thấy được tất cả những cái tham số mà cái date pipe nó nhận, hoặc là cả năm cái pipe còn lại nó sẽ nhận vào. Thì date nó sẽ nhận vào một cái format, thì để truyền vào tham số cho cái pipe này thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp là dấu hai chấm, và sau đó chúng ta sẽ truyền tham số, ví dụ như là param 1, param 2 và 2 và param n. Các bạn muốn truyền bao nhiêu param cũng được. Okay. Thì cái thứ hai ở đây á, là nó sẽ là một cái format, ví dụ như mình đặt là short date, mình sẽ ra cái này, mình sẽ đặt là medium date, mình sẽ ra cái này, mình sẽ đặt là full date. Thì những cái format này thì bên Angular sẽ có đều có documentation hết rồi, cho các bạn sẵn hết rồi. Mình thử
tay một cái là bye 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 em và chị. Nó sẽ hiện như thế, đây là cái đúng là cái chia một cái dấu gạch ngang. Và em ví dụ như mình đổi cái này lại thành một cái dấu gạch dọc thì nó sẽ thành một cái dấu gạch dọc. Tương tự như thế này, một dấu gạch dọc. Thì đây là deep pipe. Cái tiếp mình sẽ có lowercase. Thì như cái tên như mình có một cái string gì đấy. Mình là chào fan. Mình sẽ có là lowercase. Thì nó sẽ lowercase toàn bộ. Tương tự mình có uppercase. Ok. Kế tiếp chúng ta sẽ có tới currency. Thì currency mình có 250 đô. Đó, thì mình hiển thị 250 đô. Và mình sẽ dùng currency. Nó sẽ ra được 250 đô. Nhưng mà trường hợp mình có 250 ngàn, currency nó sẽ là 250 ngàn đô. Mình muốn là hiển thị VND 250 ngàn đồng. Thì currency pipe nó có hỗ trợ về mặt locale. Nó sẽ lấy cái locale mà các bạn setup khi mà các bạn chạy setup cái ứng dụng register locale. Thì cái này là tùy vào business của các bạn đang làm. Thì mình sẽ sử dụng pipe currency như thế nào. Các bạn hoàn toàn có thể viết một cái currency pipe, một cái custom pipe để hiển thị currency, không cần phải sử dụng Angular built-in. Đó là cái mà mình nói. Và các bạn ở trong cái đó các bạn có thể gọi cái thằng currency pipe để mình transform nếu mình muốn. Ok, kế tiếp thì mình sẽ có number pipe. Thì number pipe nó có bao gồm cả decimal pipe, có nghĩa là mình để xử lý số thập phân. Thì ví dụ mình có một cái số thập phân rất là dài và mình sẽ để number thì các bạn sẽ thấy là nó mặc định là nó sẽ hiển thị ba số, maximum là ba số thập phân. Mình có thể đổi lại thành một, nó là phải là một cái string một chấm. Mình muốn hiển thị ít nhất là một số thập phân và nhiều nhất là ba số thập phân thì nó sẽ y chang. Mình muốn cho nhiều nhất là hai số thập phân mà thôi thì nó sẽ là số 24. Mình muốn nhiều nhất là bốn số thập phân thì nó sẽ là bốn số thập phân. Đây là cú pháp của number pipe. Kế tiếp mình sẽ có percent pipe. Nó sẽ hiện ra 57%. Mình không có nhớ parameter của percent pipe là cái gì cho nên mình không demo. Các bạn tự tìm hiểu trên Angular documentation nha. Mình có thể là Angular pipes, nó sẽ ra được cái pipes này và các bạn có thể tìm hiểu. Đây là 6 cái pipe. Ok. Thì và bây giờ mình sẽ muốn cho các bạn xem cái về cái JSON. Current date JSON. Nó sẽ hiện ra cái đấy. Ok. Mình ví dụ mình có user name chào age bên này. Ok, nếu mà bây giờ mình chỉ hiện thử user ở ngoài này thì nó sẽ ra là object. Tại vì sao? Tại vì cái string interpolation nó sẽ chạy cái hàm toString ở trên cái thằng object đó và nó sẽ ra được object. Cho nên các bạn muốn hiển thị JSON thì chúng ta sẽ thêm cái pipe JSON vào. Cái pipe JSON này rất là hay khi mà mình muốn debug một cái model nào đó ở trên cái template. Mình muốn hiển thị cái template đó, cái giá trị mà mình đang muốn làm việc với cái giá trị đó. Mình sử dụng JSON pipe để mình hiển thị cái model này ở trên đấy để mình debug. Thay vì mình dùng console log. Thì cái tiếp là async pipe. Thì async pipe nó sẽ là một cái về observable. Ví dụ bạn có một cái observable interval. Các bạn có một cái observable như thế này ở trên cái hàng cái class component. Mình sẽ có một cái tag ví dụ bằng 0 đi ha. Và ở đây mình sẽ có ng on init. Mình sẽ có là interval div.interval chấm subscribe. Mình phải subscribe, mình có value. Và mình sẽ gán cái value của cái thằng interval này cho cái thằng time này. Và bây giờ mình sẽ hiển thị time. Các bạn sẽ thấy là
đó, bạn sẽ chạy 1, 2, 3, 4. Tại vì bây giờ sao interval đang chạy, nhưng mà bây giờ có một cái việc đó là bây giờ mình đang ở subscribe cái interval bên trong NGI init, đồng nghĩa với việc là mình phải unsubscribe nó vào một cái thời điểm nào đó, tại vì interval là nó chạy hoài chạy hoài chạy hoài chạy hoài chạy hoài. Nếu mà bạn không unsubscribe nó sẽ bị leak, nó sẽ bị tràn bộ nhớ. Thì thay vì phải phải các bạn phải đặt là một cái subscription ha, rồi các bạn phải subscribe cái nó rồi cái kiểu, thì thay vì làm như vậy chúng ta có thể dùng async pipe và chúng ta có thể hoàn toàn bỏ cái này đi, bỏ cái time này đi, vậy là đây chúng ta chỉ sử dụng interval cái observable của chúng ta và chúng ta đặt là async, nó sẽ bắt đầu nó chạy 0, 1, 2. Cái async pipe này nó sẽ tự động nó subscribe, nó hiện thị cái giá trị của cái observable, và khi cái component này destroy nó sẽ tự động unsubscribe và các bạn không cần phải làm gì hết, chỉ cần như vậy thôi. Thì async pipe nó rất là hữu hiệu trong việc hiển thị cái model, những cái data mà lấy từ backend lên trên template, thay vì các bạn phải subscribe và gán data cho một cái biến nào đó trên cái template, trên cái component của mình rồi hiển thị cái đó trên cái template, thì các bạn có thể tự trực tiếp không cần subscribe gán cái mà API call cho một cái biến observable, và mà mình sẽ sử dụng cái biến observable đó trên cái template cùng với cái async pipe thì sẽ tự động nó hiển thị ra cái data. Ok. Alright, thì kế tiếp ví dụ bây giờ mình có một cái address, một cái object là address. Đấy, và mình muốn hiển thị là cái kiểu như thế này. Thì các bạn sẽ thấy rất là thường là trong trong một cái ứng dụng rất là thường thấy một cái kiểu object có cái dạng địa chỉ như thế này. Ví dụ như order chúng ta sẽ có địa chỉ như thế này, hoặc là chúng ta có company chúng ta đều có những cái địa chỉ như thế này, author cái kiểu thì mình đều có những cái địa chỉ giống như thế này. Thì tất cả những cái này á, ví dụ như mình nói tất cả những cái này nó đều có một cái chung một cái interface, nó là gọi là address-like. Có nghĩa là tất cả những cái này nó sẽ có thêm những cái khác như là order, nó sẽ có thêm là price, quantity rồi cái kiểu, nhưng mà cuối cùng nó vẫn sẽ có một cái address, company name, company description, company size, và nó cũng có một cái address. Author cũng vậy, nó sẽ có name rồi cái kiểu, rồi nó cũng sẽ có một cái address, ví dụ vậy. Thì mình sẽ gọi đó là address like. Thì bây giờ mình muốn hiển thị cái phần address này ở trên cái template của mình á dưới dạng string như thế này. Thì một mình có thể hoàn toàn mình có thể viết là address, mọi người thử viết như thế này, nó sẽ hiện thị ra được. Để mình tắt cái này đi, refresh, mình sẽ format, không được. Ok, các bạn sẽ thấy là mình concatenate thôi. Address 1, address 2, city, state, zip, country, nó sẽ hiện thị ra như thế này. Và chẳng lẽ bây giờ mỗi lần mà mình muốn sử dụng address nên mình phải viết ra như thế này hết? Thì rất là mệt đúng không? Thì mình có hai cách, một là viết function, mình có thể viết một cái function như này, có nghĩa là format address, nhưng mà một cái address là mình sẽ return cái này. Và bây giờ mình phải viết thay vì mình viết như thế này ở trên template, mình sẽ viết là format address single address, thì nó sẽ vẫn sẽ nó sẽ vẫn sẽ hiển thị ra được như thế cho các bạn. Nhưng mà có một cái là khi sử dụng function, các bạn thử console log trong này nhé, function run address, refresh, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là cái address chúng ta không hề thay đổi, nhưng mà cái function này nó chạy 4 lần, rất là lãng phí đúng không? Sự suy nghĩ mà các bạn trong một cái function mà các bạn làm những cái logic rất là mệt, rất là nhiều, rất là nặng, mà nó chạy 4 lần như vậy mà trong khi input không thay đổi thì khá là lãng phí. Ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tạo một cái pipe và chúng ta sẽ dùng cái pipe đó trên cái address để xem nó xử lý như thế nào. Trước hết thì mình sẽ tạo một cái pipe là format address and pipe ts. Class format address
thì cũng như những cái building block khác thì một pipe nó là chỉ là một cái class và nó sẽ implement thằng pipe transform. Thì trên cái pipe transform này á, nó sẽ có cái hàm là transform. Thì khi mà cái pipe được sử dụng, khi Angular sử dụng một cái pipe, nó sẽ gọi cái hàm transform này cho chúng ta, và cái hàm transform này sẽ nhận một cái value. Thì cái value của mình sẽ là một cái address. Mình sẽ có một cái interface là address like let's go address 1 string, address 2 string, city string, state string, zip string, country string. Và cái address này nó sẽ là address like. Thì ở đây mình sẽ return giống như cái function trên kia là cái này. Và để pipe có thể hoạt động được ở trong cái context của Angular thì chúng ta sẽ thêm một cái decorator là pipe. Và sẽ có một cái name là format address. Cái name này các bạn có thể đặt là bất cứ cái gì, và đây là cái mà mình sử dụng ở sau cái pipe operator, cho nên các bạn đặt cái gì mà các bạn có thể dễ hiểu. Ok. Thì mình đã có cái này. Và bây giờ mình sẽ quay lại đây và mình sử dụng cái address này, và mình dùng trước khi mà mình sử dụng mình phải thêm nó vào app module, mình phải declare nó format address type. Quay lại đây và bây giờ mình có thể sử dụng format address. Đây các bạn thấy nó sẽ hiển thị ra đúng. Và mình sẽ kiểm tra xem nó chạy bao nhiêu lần. Console.org type run address. Các bạn sẽ thấy là nó chỉ chạy có một lần duy nhất mà thôi. Thì khi nào input này thay đổi thì nó mới chạy lại. Ok. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái custom pipe rất là đơn giản và rất là hữu ích. Mình không có bị chạy quá nhiều lần, không có bị tốn tài nguyên. Thì bây giờ mình sẽ nói về cách truyền parameter và tham số vào cho pipe như thế nào. Thì các bạn có thể thêm tham số ở đây, ví dụ như mình có một cái tham số là param 1. Và cái tham số này nó sẽ là một cái string và nó sẽ gọi là optional, có nghĩa là truyền vào được, cũng có truyền vào cũng được mà không truyền vào cũng được. Thì các bạn sẽ thấy bắt đầu là nó, khi mà mình log ra nó sẽ undefined, và để mình tắt cái thằng log này đi. Đó. Cái param 1 của mình nó bị undefined thì mình chưa truyền vô. Thì bây giờ mình truyền vô là mình sẽ truyền vào đây. Param 1. Đó. Thì các bạn thấy cú pháp như thế nào? Cái là cái format address này, cái danh cái pipe là cái pipe của mình. Ở trên cái pipe của mình có cái gì? Có hàm transform. Hàm transform nó nhận vào một cái value là cái parameter đầu tiên. Và tất cả những cái option, cái custom parameter sẽ nằm phía sau. Thì đây chính là cái value của chúng ta. Thì đây sẽ được truyền vào cho cái first cái mà value parameter của thằng format của thằng pipe. Đó, ok. Thì đó là cách chúng ta sẽ truyền vào parameter cho cái pipe. Ok, thì bây giờ mình sẽ theo ví dụ của trên bài viết là hiển thị một danh sách user đủ tuổi uống rượu hay không, ví dụ vậy. Cái ví dụ ở trên bài viết cũng khá là đầy đủ. Như sử dụng pipe để hiển thị cái title của một cái trang mà để edit hoặc là add tùy vào cái ID mà mình nhận vào được. Nếu mà có ID nó đang có nghĩa là đang là edit. Còn nếu mà không có ID có nghĩa là đang là tạo mới. Đấy, thì phần bài viết cũng rất là hay. Ok. Thì mình sẽ nói về thử sự thay đổi trong pipe. Thì như mình nói thì pipe nó là pure by default, có nghĩa là khi mà có sự thay đổi từ input thì cái output sẽ được thay đổi. Nhưng mà nếu mà input của các bạn á, là một cái object hoặc là một cái array, có nghĩa là một cái reference tham chiếu, một cái kiểu dữ liệu là tham chiếu là array hoặc là object, thì nó sẽ không có nhận biết được sự thay đổi đó, vì pipe nó sử dụng cái strict equality, ba dấu bằng á, để nó so sánh giữa cái input cũ và một cái input mới. Tại vì nếu mà các bạn mutate, mình push giá trị vào trong cái array mới, trong cái array của mình, thì cái array nó vẫn là array cũ, nó chỉ có giá trị mới mà thôi. Cho nên khi mà so sánh á,
khi mà pipe so sánh thì nó sẽ không so sánh được hai cái khác reference. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ là như thế này. Stackless có users, I don't need that. This is the fast here. User, right? Thì bây giờ mình sẽ có một cái pipe là adobe.pipe.ts. It's for class adobe type implements pipe transform pipe name adobe, right? I'm going to transform value return value.filter value.age 18. Thì cái value của chúng ta sẽ là cái users list đó, và cái, trên cái user list nó sẽ có một cái age, and mình sẽ return rồi. Nếu là adult thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ hiển thị full user list, và ở đây mình sẽ có entry 4 left user of users user.name user.age. There we go. Là đã hiển thị được full user list là cái này. Bây giờ mình sẽ có thêm một cái user list khác là adobe user list, và ở đây mình sẽ sử dụng pipe là adobe. Oh, mình phải thêm adobe pipe vào. Có thể adobe pipe bây giờ nó sẽ hiển thị được không có Tuấn Anh nữa, thì nó đã filter được vì Tuấn Anh nhỏ hơn 18 tuổi, thì nó đã filter được. Thì bây giờ ví dụ như mình muốn thêm danh sách user mới, adobe parent thêm user, và mình sẽ click user user. Mình sẽ có user.push name new user age là 30. Okay. Thì bây giờ mình sẽ thêm user. Các bạn sẽ thấy là nó được thêm vào full user list, mặc dù là nó tên tuổi 30 nhưng mà nó không được thêm vào đây. Đó là lý do về reference, về reference type. Thằng pipe nó không nhận thấy được cái sự thay đổi, tại vì mình push vào cái array của chúng ta mà chúng ta không có thay đổi cái tham chiếu của cái array đó, cho nên pipe không nhận thấy được cái sự thay đổi. Bởi vì bây giờ có cách xử lý như thế nào, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cách add vào trong array mà gọi là immutable. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp như thế này, đó chính là spread, có nghĩa là lấy toàn bộ, tạo một array mới, lấy toàn bộ giá trị của array cũ và thêm cái mới vào. Thì save, chúng ta thêm vào, chúng ta sẽ thấy là nó thêm vào cả hai, tại vì bây giờ cái tham chiếu của cái users này là một cái array mới rồi, nó đã so sánh được, và cái array mới này có một cái phần tử mới là new age, new user. Ok, cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng impure pipe. Mình sẽ đặt là pure là false, và mình sẽ thay đổi cái thằng này thành push như cũ. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy nó thêm vào 30. Thì bây giờ mình sẽ console log cho các bạn xem nhé. Console log adobe pipe run. Các bạn thấy không? Một cái impure pipe nó không khác gì gọi function ở trên template cả, cho nên các bạn sử dụng impure pipe các bạn phải để ý và rất là cẩn thận. Ok. Thì pipe nó chỉ có như đó mà thôi. Có rất là nhiều use case khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể tạo một cái pipe mà trong cái pipe đó các bạn nhận vào một cái pipe khác đó, ví dụ vậy. Và từ cái pipe đó các bạn hoàn toàn có thể chạy pipe trong transform đó, các bạn hoàn toàn có thể truyền một cái pipe nào đấy, các bạn có thể truyền một cái pipe nào đấy cho cái thằng pipe của các bạn á, chạy cái pipe đấy. Nó có rất là nhiều use case mà các bạn có thể suy nghĩ tới để mình có được cái ứng dụng hoàn toàn rất là linh hoạt.
Thì ngày 18 về Pi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong ngày 19. Xin chào và hẹn gặp lại.